Hải quân của Hoa Kỳ phô trương sức mạnh không quân trên biển Hoàng Hải. Quân đội của Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba đã công bố những bức ảnh cho thấy một hàng không mẫu hạm đang dẫn đầu các cuộc tập trận quân sự ở biển Hoàng Hải và lực lượng pháo binh phòng không đang tiến hành các cuộc tập trận. Các bức ảnh đã cho thấy máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu USS Abraham Lincoln với một máy bay phản lực được tiếp nhiên liệu giữa không trung. Các nhân viên thuộc lực lượng Hoa Kỳ Nam Hàn USFK cũng đã được chụp ảnh trong một cuộc diễn tập với hệ thống hỏa tiễn. Reuters không thể xác minh độc lập các cuộc tập trận trên. USFK cũng đã cho biết là để đối phó với các vụ thử hỏa tiễn gần đây của Bắc Hàn, thì lữ đoàn pháo phòng không của họ tại căn cứ không quân Osan cũng đã tăng cường độ tập trận để chứng tỏ khả năng của mình. Quân đội của Nam Hàn đã cho biết là Bắc Hàn đã bắn một quả đạn không xác định vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên, thì vụ thử nghiệm dường như đã bị thất bại ngay lập tức. Theo truyền thông của Nhật Bản dẫn lời các giới chức quốc phòng giấu tên đã nói rằng Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo. Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa bình luận về sự việc này. Nếu được xác nhận thì đây sẽ là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 10 của Bắc Hàn trong năm nay, sau 7 vụ thử hỏa tiễn và 2 vụ thử mô tả là thử vệ tinh trinh sát. Với giới chức của Nam Hàn và Nhật Bản đã lo ngại Bắc Hàn đang thúc đẩy chương trình phát triển hỏa tiễn trong bối cảnh dư luận quốc tế tập trung chú ý đến khủng hoảng tại Ukraine.